chủ nhân của bản hit đình đám Take Me to the Heart, ban nhạc huyền thoại Michael Learns to Rock sẽ có mặt tại Việt Nam trong tour diễn Take Us to the Heart vòng quanh châu Á. Buổi diễn sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu lần thứ tư các ông chú quốc dân từ Đan Mạch đặt chân đến Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên họ biểu diễn tại nhà thi đấu Phú Thọ, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đáng nhớ cho khán giả. Tour châu Á lần này của Michael Learns to Rock còn ghé thăm các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Với sức hút mạnh mẽ của mình, Michael Learns to Rock đang tạo ra cơn sốt săn vé tại các quốc gia để khán giả có cơ hội trở lại thanh xuân qua những bản hit bất hủ. Được thành lập từ năm 1988, Michael Learns to Rock ghi dấu ấn trong làng nhạc quốc tế với các bản ballad lãng mạn, trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu những năm 90. Với giọng hát ngọt ngào và giai điệu sâu lắng, các ca khúc của họ như 25 Minus, Sleeping Chill, The After và đặc biệt là Take Me to the Heart đã trở thành nhạc phẩm bất hủ kết nối nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới.